Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Let's go. Ok, let's go. Rồi, di chuyển thôi. Wow, nhặt cái gì đây? Ok. Sử dụng cái này nào. Cúi xuống. Wow. Oh, viên đạn. Súng không? Một chiếc máy bay. Xuống đây nào. Ok, đã cứu được một người. Rất là đông luôn. Bây giờ mình phải tiêu diệt hết. Let's go. Ok, đã xong. Chạy thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, GTA Vice City. Let's go. Daddy needs change for a dollar. Lên xe. Wow, đây là một ngôi nhà, mà quá là đắt luôn. Mình sẽ vào đây xem có gì không. Where'd you pop up from? You have a lot of nerve, pal.
Let's go. Hey, make me, you prick. Đợt mấy ngày thôi. Watch me. Wow. Rồi sau đó các bạn chọn địa điểm đi mua súng này, các bạn có thể chọn đến địa điểm chữa lành. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. GTA 3. Let's go. Start game. Đi về. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Đấy có thể là hai người vừa đi trốn tù và đã phá hủy chiếc xe cũ đi. Bây giờ chúng đi xe mới. Let's go. Đang tìm những người trốn tù đó. Ok. Right here. Let's get off the street and find the danger close. Vào thay bộ quần áo khác thôi. Đây là nơi để xe. Gara để xe. Okay, let's go. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Mình sẽ ra cầm một go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Back and use the service door. Are you okay? Almighty fine. Mình sẽ kiếm một Oh,
bạn cứ làm theo nhiệm vụ của game đề ra, đi theo cái nhiệm vụ đó và làm theo nhiệm vụ. Chọn một cô gái. Chào cô ta về nhà. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, GTA SA. Let's go. Ok. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set-tripping, Ballers and Vagos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. How they drive on the East Coast, homie. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his homeboy years ago. The way I left that old fool in my head. Yeah, I think I'd get cut up. Whatever. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. Đây là như là một quán cắt tóc. Các bạn có thể vào đây rồi chọn kiểu. Sit down. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Bully. Let's go. Đây là một tựa game báo vào học đường, tức là một trường học rất thích đánh nhau. Mình chỉ cần vào đây thôi là đã có những người gây sự rồi. Đó, thôi chạy vào trong, mình sẽ chạy vào trong nhà. Chạy vào trong ngôi trường này và gặp hiệu trưởng. Sau đó thì sẽ xin vào học. I don't understand, like, just like Mommy told me to. The good thing is that I know I'm interested. Hello there, ma'am. Ah, yes.
So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Okay, d'accord. Yes, I was. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Roblox. Let's go. Tiền tì ta. Rồi mình sẽ vào. Web 1. Web 2 luôn. Double ups. Một anh chàng rất là khỏe.
완전한 하이. 컨트 남기라니까. 这个 Oh man. It's okay. 然后比较的名字上这个这条 Lilosaurus Okay, let's go. Mình nó vai là một chút không lo lên cấp 2, level 2 rồi. Đó, lên level 2. Chú này lên level 1, ăn luôn. Rất là to luôn. Play, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. GTA. I didn't know she was your daughter. 小哥，小三哥。
Hey, remember JD O'Toole? Đó, sau đó các bạn lại đến làm dịch vụ ở chỗ này. Tiếp tục đi đến điểm màu vàng. Đi xe máy nó phóng rất là nhanh. Đường đường nách nó hơi chậm, nó dễ hơn là ô tô. Một phần đầu hơi khó một chút. Cái này bạn phải đi xe ô tô phi vào. Hey, my wallet. Bots are taking over.